Vì sao anh chị em chưa bán được hàng hoặc nhân sự của chúng ta chưa bán được hàng? Hầu như chúng ta có nhiều cái lý do khiến cho chúng ta chưa bán được hàng, đúng không anh chị em? Người thì chưa tin vào sản phẩm này, người thì chưa có công thức này, người thì chưa hiểu tâm lý khách hàng này, người thì là sợ khách hàng nghĩ rằng là chúng ta tư vấn cho họ này, rồi cũng có người nghĩ rằng khách hàng sẽ nghĩ mình là bóc lột khách hàng này, rồi có những người nghĩ rằng là bán hàng là lừa đảo này. Có rất nhiều cái lý do khiến cho chúng ta không bán được hàng. Đó là gì ạ? Đó là chúng ta đang tự từ chối. Đấy, chúng ta đang tự từ chối. Có bao giờ anh chị em đi qua một tiệm vàng mà thấy người ta bu đông thì tự nhiên chạy vào mua hàng, mua vàng không ạ? À, có bao giờ anh chị em mà ra đường mình ăn no rồi, mình thấy là bụng mình no là mình ăn ở nhà rồi, và ra mình thấy là cái tiệm kia nó đông khách quá, tự nhiên mình chạy vào mình ăn tiếp không ạ? Tất nhiên là không rồi, phải không anh chị em? Vậy thì khách hàng cũng như chúng ta thôi. Tức là có thể ngày hôm nay họ đến, họ hỏi thẳng với chúng ta rằng là: Bảo ơi, mày có cái thuốc thực phẩm chức năng này không? Thì là người ta quyết định trước, đúng không anh chị em? Thì họ mới đến chúng ta. Và đôi khi có những trường hợp thế này: khách hàng vào họ mua cái thuốc đau đầu, bắt đầu chúng ta tư vấn cho họ bộ não, và cuối cùng là họ mua. Thì theo anh chị em, cái trường hợp này là có đúng là họ nghe chúng ta tư vấn để họ mới mua không? Hoàn toàn là sai anh chị em ạ. Vì sao? Vì họ đã ý thức được là họ cần điều trị đau đầu, họ đã ý thức được một cái phương pháp nào đó để điều trị cho họ, nhưng họ chưa biết cách, hoặc họ chưa có thời gian, và ngày hôm nay gặp anh chị em tư vấn hợp lý hoặc đúng họ đang cần, họ sẽ mua. Nhưng mà họ đã quyết định mua hàng từ trước khi đến cửa hàng chúng ta rồi. Khi mà chúng ta xách xe, chúng ta ra ngoài đường, vì chúng ta đã có chủ đích là gì? Chúng ta là đi ăn tối rồi. Nhưng mà chúng ta chủ đích là chúng ta đi ăn phở đi, nhưng mà đi qua cái quán bún riêu kia thấy đông quá thì chúng ta tấp vào, thì đồng ý chúng ta vẫn có thể thay đổi là chúng ta ăn món khác, nhưng mà cái chủ đích là chúng ta đi ăn tối. Vì vậy rằng là khách hàng họ đã tự quyết định rồi, còn những cái lý do mà chúng ta đặt ra đó là chúng ta đang tự từ chối thôi. Vì sao? Vì chúng ta đang nghĩ rằng số 1 này, chúng ta nghĩ rằng là khách hàng không có tiền, không có tiền. Liệu trình của chúng ta nhiều tiền lắm, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu không có tiền đâu. Khách hàng làm gì có tiền, họ chỉ mua vài hộp lẻ thôi, 100 nghìn, 200 nghìn, 300 nghìn thôi. Đúng không anh chị em? Có anh chị em đã từng nghĩ là khách hàng không có tiền đúng không ạ? Và nhân sự chúng ta đã từng nghĩ rằng là gì? Chị ơi, tư vấn hộp to như thế, tiền đâu họ mua? Một hộp họ còn chưa mua, chúng ta tư vấn combo 3 hộp như vậy làm sao họ mua? Cái điều thứ hai mà chúng ta thường hay tự từ chối là gì? Khách hàng họ khó tính lắm. Ui, nhìn mặt ông Bảo mặt nhắn thế này, ông không mua đâu. À, ví dụ vậy, nhìn bà Diệp với bà đang mồ hôi một cây, chắc bà đang bực ai đấy, bà không mua đâu. Đấy, đúng không? À, nhìn bà Gấm này, nhìn bà này, chắc là đang mới giận chồng xong, nhìn mặt cái này không tư vấn được đâu, tư vấn bị chửi ngay. Đấy, đúng không anh chị em? Là chúng ta đang nghĩ khách hàng họ khó tính lắm, họ không mua đâu, không bán được đâu, và cuối cùng chúng ta không bán cho họ. Cái việc số 3 mà khiến chúng ta không bán được hàng này, mà nhân sự Bảo đã từng nói với bạn thế này này, là họ không có nhu cầu. Đúng chưa anh chị em? Bệnh của bà mới đau đầu như thế, bà không uống đâu, để khi nào nặng lắm, đau đầu chóng mặt nặng lắm, hoặc là đau như xương khớp đau lắm, bắt đầu người ta mới uống. Chứ còn bây giờ người ta mới đau chân thế này, chị tư vấn thì ai mua? Hoặc là gì? Người ta mua Panadol thì chị tư vấn làm gì? Người ta uống cái này quen rồi, họ không có nhu cầu điều trị đâu. Hoặc người ta cầm một cái toa bệnh viện ra, đúng không? Trong đấy có viên thuốc xương khớp gì đấy, thì chúng ta bảo ở mấy người này, mấy người đi bệnh viện này thường là họ sẽ uống toa là nhiều, họ không ấy đâu, không uống thực phẩm đâu. Và đôi khi chúng ta mở miệng ra, chúng ta tư vấn cái họ bảo ba cái thực phẩm này, là bắt đầu chúng ta trùng cảm xúc và chúng ta không tư vấn được. Đúng không anh chị em? Tức là chúng ta nghĩ hộ khách hàng rằng họ không có nhu cầu. Cái lý do thứ ba đó là gì? Chúng ta nghĩ chúng ta không giỏi, chúng ta không đủ giỏi. Chúng ta đã từng nghĩ chúng ta không đủ giỏi, chúng ta vì chúng ta không hiểu tâm lý khách hàng nên chúng ta không bán được. Do em chưa có công thức em không bán được, do chị làm chủ nên chị bán tốt. Đấy, ví dụ vậy. Tức là luôn nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi. Ồ, bạn kia có 3 năm rồi, em mới có 1 năm thôi, em chưa bán được, em không so bì chỉ được, em không làm được. Đấy. Nhưng mà chúng ta hãy tái tư duy, hãy nghĩ ngược lại cái ban đầu nhé. Khách hàng họ đã quyết định mua hàng rồi mà. Họ quyết định họ mua rồi họ mới đến cửa hàng chúng ta mà. Đúng anh chị em? Vậy tại sao chúng ta lại từ chối? Cuối cùng là tránh bán hàng, tránh cái việc bán hàng. Chỉ tìm cái người nào mà họ thân quen, cái người nào mà vui vẻ, cái người nào mà năng lượng, hoặc là cái người nào mà bước vào hỏi thẳng em ơi có thuốc đau đầu không thì chúng ta mới bán. Còn những cái người mà vào mua bông tăm, bông gòn thì không bán, không tư vấn cho họ. Hoặc những cái người nào mua chai dầu thôi cũng không tư vấn cho họ. Đấy, vì chúng ta nghĩ rằng là họ không có nhu cầu, đúng không? Rất nhiều lý do. Đấy, thì trên đây là 4 cái lý do chính để mà chúng ta tránh cái việc bán hàng.
Bảo cho anh chị em một câu thần chú nhá. Một câu thần chú để giúp cho chúng ta vượt qua cái từ chối khách hàng. Đó là gì? Đó là mọi người hãy viết xuống giúp báo này. Đó là bán hàng là con đường duy nhất giúp đỡ khách hàng của tôi.